Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một kỹ thuật ghép mây khá là hay và đơn giản. Chỉ bằng vài giây thì chúng ta có thể ghép được những bức hình có mây siêu ảo. Kỹ thuật này mình cũng rất hay là sử dụng, dùng trong lúc trời âm u hoặc là trời mây trắng xóa chẳng hạn. Thì với kỹ thuật này thì ngay cả với những tấm hình mà có cái tán cây mà mình khó tách nền ra thì mình cũng có thể dễ dàng có thể ghép vô được. Ok, let's go. Và ok, mình không để mất thời gian của mọi người nữa thì mình bắt đầu tiến hành hướng dẫn ghép mây ha. Thì đây là stuff của mình sưu tầm trên mạng. Nếu bạn nào biết ai là tác giả của tấm hình này thì có thể để lại bình luận ở dưới để mình ghi nguồn vô nhé. Đây là stuff mây mình tải về ở trên Google thôi. Thì mọi người có thể lên đó tìm kiếm và tải những stuff mây này về. Thì mình đây mình có hai stuff mây sẵn ở đây. Thì bây giờ mình bắt đầu tiến hành ghép mây ha. Và để bắt đầu ghép mây thì đây chúng mình sẽ nhân đôi cái layer background lên ha. Thì đây là layer 1. Sau đó mình sẽ đẩy cái mây này vô. Đây mình sẽ đẩy mây vô. Đó, kéo này đây. Ok, kéo sao mà cho nó trùng khớp nha. Đó, ok là được. Ok. Sau đó mình sẽ đẩy cái layer 1 này lên trên cái layer mây nha, layer stop mây này. Đây, các bạn có thể click đôi vào đây. Ra tạo ra một cái bảng blending option hoặc là chúng ta có thể dưới click chuột phải chọn bảng blending option. Và hoặc là chúng ta có thể chọn con chuột phím Fx ở đây, chọn blending option. Mình có rất là nhiều cách để mở cái bảng ra nha các bạn. Xuống đây thì mình nhìn thấy cái chữ display này, chúng ta sẽ kéo cái thanh này qua đây thì nó sẽ ghép mây, nhưng mà nhìn này rất là rẻ. Thì thay vì kéo như này á, thì các bạn sẽ giữ, nếu các bạn là sàn máy Mac á, thì có thể giữ phím option kéo qua thì nó sẽ chia đôi cái cục này ra đó. Nếu bình thường mình không giữ phím á, thì nó sẽ kéo hết tay qua, nhưng mà khi mà các bạn giữ phím option ở trên máy Mac á, hoặc là tương đương với máy Win, nếu mà các bạn xài máy Windows thì hệ điều hành Windows thì có thể giữ phím Alt nha. Đó, mình xài máy Mac nên mình sẽ máy Mac nên là mình sẽ giữ phím option trên đây và các bạn kéo sao mà cho nó hợp lý là được nha. Nhìn thấy ổn là được. Đó, xong bấm OK. Sau đó chúng ta sẽ xuống cái stop mây dưới này, chúng ta sẽ điều chỉnh cái opacity xuống còn 60 cho nó nhẹ nhẹ hơn chứ đừng có tác động mạnh quá, nhìn nó rất giả. Mình ghép mây nhưng mà phải thật nha các bạn. Đó, OK. Để tâm đó. Sau đó mình sẽ bôi lại hết tất cả những cái phần mà ở dưới này đi. Thì mình sẽ tạo một cái layer, cái tầm một lớp mask. Đó. Mình sẽ dùng dùng brush đường phím B nha các bạn. Đó, brush đen nha. Mình dùng brush đen nha các bạn. Đó, mình sẽ bôi bôi hết cái phần này lên đó. Ok. Mình sẽ bôi hết lên nữa. Lên mặt nha. Để tránh lem vô mặt nha các bạn. Đó, để mà thật hơn nữa, chúng ta có thể dùng lớp Guardian. Chúng ta sẽ bấm vô Guardian nha và chọn chế độ Radio. Đó, chọn chế độ Modify và để Opacity 20 thôi. Mình sẽ giảm tác động nhẹ nhất có thể để mình sẽ điều chỉnh được theo đúng cái ý muốn của mình. Đó, mình sẽ vô đây, vô phần Basic này, mình sẽ chọn cái ô này và OK. Và sau đó chúng ta sẽ chỉ cần kéo này thôi. Nó sẽ bôi nhẹ hơn, nó thay những lớp brush thôi nhưng mà nó sẽ tác động nhẹ hơn. Đó, thì mình sẽ bôi ở những cái phần viền ở cái đường chân trời như này nè, thì nó sẽ nhìn hình nó sẽ thật hơn đó. OK đó. Rồi, các bạn hãy thấy quan sát lại xem tấm đầu tiên và không có mây và tấm sau khi có mây nha. Đó, nhìn rất là thật luôn. Các bạn nên bấm bấm đi bấm lại để coi nó thay đổi cái gì ấy. Thì mình sẽ chỉnh sửa vô nha. Như này là mình bấm nè, mình thấy cái phần hoa này là mình chưa có bôi đen nè, thì bây giờ mình sẽ dùng brush đen để bôi lại ha. Đây mình sẽ bôi lại cái lớp, mình sẽ bôi lại cái hoa này đó. OK đó. OK thì với những tấm hình này là tấm hình đơn giản thì mình ghép mây mình có thể tạo option nha các bạn. Đó, những cái tấm hình đơn giản này thì mình ghép mây chỉ trong vòng vài phút thôi, chưa đến 2 3 phút thì mình sẽ ghép mây được một tấm đơn giản như thế này rồi đó. Còn những cái tấm mà mình có mây, ví dụ như mấy cái tấm mà mây như thế này, đây mình sẽ mở cái tấm này ra trong Photoshop. OK, mấy tấm này mình sẽ qua những cái kẽ cây như này, nó có những cái đó, còn những cái kẽ cây như này thì mình để tách ra rất rất là mất thời gian và rất là lâu. Thì bây giờ mình sẽ chỉ các bạn dùng cách đó luôn và nó rất là hiệu quả. Đây mình sẽ stop đó thì mình có thể hai mây này thì mình có thể dùng bất cứ bên mây nào nha. Đó thì bạn có thể kéo thả này mây này vô đó, xong rồi kéo ra sao mà cho nó phù hợp nha các bạn. Đó
Đó, các bạn có thể giữ phím Shift để điều chỉnh lại cái độ co giãn của cái mây đó, cho nó phù hợp. Ok, rồi tiếp đến mình cũng nhân đôi layer thôi, nhân đôi layer mình kéo cái layer background, nhân đôi layer này lên thì mình kéo để lên trên thôi, để lên trên sau đó mình sẽ nhé, click đôi vào cái background, mình sẽ click đôi vào background này đó, mình sẽ kéo cái này về đây đó, nó sẽ các bạn lưu ý nha, các bạn kéo thì các bạn cũng phải nhìn vô đây để xem nó có ok chưa rồi mình mới nha kéo xa cho mắt mình hợp vào được đó. Ok đó, sau đó mình sẽ giảm cái opacity, mình sẽ xuống stock mây thế này, mình sẽ kéo giảm cái opacity xuống còn 60% thôi để cho nó cái độ hài hòa về bức hình nó sẽ ok hơn. 60 hoặc là có thể thêm nha, không sao nha, tùy tùy vô cái ý muốn của mình thôi đó, mình thấy như này là ok nè đó. Sau đó mình sẽ tạo một lớp mask lên, sau đó mình sẽ bôi dùng brush, nhưng mà cái này mình sẽ không dùng brush, mình sẽ dùng cái gradient như này, gradient tool đó, các bạn chọn đúng ô như này mình sẽ dùng gradient tool, các bạn chọn đúng ô cũng như mình giống mình nhé đó, dùng này là modify này và opacity 20 đó. Sau đó mình sẽ kéo này ra để nhìn cho cái ảnh nó thật hơn đó, cái phần này cũng các bạn kéo thế mà mình làm nhanh thì có thể là không nhỏ bức hình nhưng kéo về to là không sao đâu. Các bạn dùng thêm tốt để bôi cái phần này cho nhìn nó thật hơn. Tăng giảm opacity giống như tùy theo cái sở thích của mình nha các bạn. Để cho mặt thật hơn, mình quên nói các bạn, để cho bức ảnh nó thật hơn đó, tại vì nhiều khi mình chụp á, mình dùng mấy cái lens mà tiêu cự cao, độ sắc phông có độ sắc phông á, thì mình cũng phải blur cái stock mây để cho nó nhìn nó thật hơn nha các bạn, chứ ở sau sắc phông mà ở trước nó nét cái mây nó nét căng á, thì nó là không không được đó, vì đó nên là các bạn dùng Gaussian blur, các bạn cũng sẽ vô phần bộ filler blur Gaussian blur. Ở đây nó không có thông số nhất định nha các bạn, mình sẽ để thông số sao mà cho mắt mình cảm thấy ok nhất là được nha. Các bạn sẽ tắt mở layer lên để cho biết mình đã tác động như nào đến tốc. Ok thôi, được rồi. Đó. Cái này á, bạn có thể chỉnh màu của cái mây này được nha. Mình có thể vô đây phần hue. Vô phần hue. Đó, mình sẽ kéo này lên cho nó đậm, tăng đậm lên nè. Đó, và kéo này qua nè. Thì nó sẽ thay đổi được cái màu của bức mây, của cái stock mây này. Đó, mình sẽ kéo qua trái hoặc qua ngang, tùy các bạn nha. Đó, ok. Đó, mình có thể thay được. Thì các bạn sẽ nhìn thấy khác, các bạn sẽ tạo một cái lớp clip mask vô đây nha. Đó, các bạn có thể bấm vô đây clip mask này, hoặc có thể giữ phím option ở trên Mac hoặc là phím Alt ở trên máy Win nha các bạn. Đó, các bạn có thể thấy trước và sau, mình tắt đi nha, trước sau trước sau trước sau, có thể giảm opacity để cho nó hợp lý hơn. Đó, okay. Trước sau, ok. Đó, chỉ vài thao tác cơ bản thôi mà các bạn có thể tạo một cái bức hình có mây ghép rất là thật luôn đó. Ok, đây là mình chỉ ví dụ để mong cho các bạn, nếu mà có sai sót thì mong các bạn bỏ qua ha. À, rồi ok, đây là toàn bộ cái video mình làm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình. Nhớ like, subscribe để mình có thêm động lực để làm video hướng dẫn tiếp nhé. À, nếu các bạn có yêu cầu hướng dẫn gì tiếp theo thì hãy để lại bình luận ở dưới nhé. Rồi, chào tạm biệt các bạn.